Xin chào các bạn. Thời gian qua thì Nhớ đã chia sẻ cho các bạn rất là nhiều sản phẩm liên quan tới thực phẩm bổ sung dinh dưỡng trong thể hình rồi. Và đặc biệt là whey protein, lúc nào mình cũng nói về whey protein cả. Nhưng mà thật ra có một người anh em của nó chính là dòng casein protein, một loại protein hấp thụ chậm sử dụng trong quá trình trước khi bạn ngủ để hỗ trợ nuôi cơ trong khi ngủ, thì hầu như là Như chưa có chia sẻ qua với mọi người. Đó là lý do vì sao ngày hôm nay Như sẽ chia sẻ trong video này là sản phẩm MyCellular Casein của nhà My Protein để giúp các bạn hiểu rõ hơn về sản phẩm casein này nhé. Thì thật ra nói tới whey protein thì nó là một dòng hấp thụ nhanh nên rất là tốt để cho bạn sử dụng ngay sau khi tập. Còn một cái yếu tố nữa rất là ít bạn quan tâm, đó là cứ sau mỗi 3 tiếng thì cơ của chúng ta sẽ bắt đầu quá trình dị hóa, có nghĩa là cơ thể của mình nó sẽ cần nạp protein vào. Nếu mà bạn không nạp kịp thời thì lúc đó nó sẽ rút protein từ trong cơ ra để sử dụng. Vì vậy cho nên là nếu mà bạn không nạp đủ protein trong cả ngày nè, trong cứ sau 3 giờ mình không nạp đủ protein thì hầu như cái lượng cơ của mình tập luyện hùng hục cả ngày nó rất là dễ bị mất đi. Đặc biệt là vào buổi tối khi mà mình ngủ sẽ có một cái thời gian là từ 7 tới 8 tiếng thì mình không thể thức dậy giữa đêm để mình uống protein được, đúng không nào? Thì lúc đó thì cơ thể của mình nó cần một cái nguồn protein hấp thụ chậm, bạn sẽ đưa nó vào từ từ. Đó chính là lý do vì sao mà casein xuất hiện. Thì casein này nó sẽ hấp thụ chậm trong quá trình từ 6 tới 7 tiếng vào buổi tối, cho nên nó sẽ giúp bạn nuôi cơ và chống dị hóa cơ bắp trong suốt trong quá trình mình ngủ luôn đó. Thì bây giờ mình sẽ đi vào sản phẩm MyCellular Casein nha. Thì đó, đầu tiên Như sẽ phân tích về yếu tố về thương hiệu. Thì thương hiệu MyProtein là một thương hiệu thực phẩm bổ sung dinh dưỡng rất là nổi tiếng của Anh, với lịch sử của nó hơn 20 năm trong cái ngành thực phẩm dinh dưỡng thể thao. Và nói về cái tiếp theo, về cái thiết kế của sản phẩm, thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây thì sản phẩm này nó rất là đơn giản. Thiết kế là thuộc dạng bịch nè, nó chỉ có hai tông màu là màu trắng, màu xanh thôi. Thì rất là đơn giản, rất là vì cái điều này cho nên nó cũng tiết kiệm rất là nhiều chi phí cho mình. Bởi vì chi phí về bao bì á, thì cho nên giá thành của nó cũng khá là phải chăng. Và bây giờ mình sẽ đi vào trong cái bảng thành phần dinh dưỡng của nó nha. Thì khi nói về một sản phẩm protein nói chung thì lúc nào Như cũng sẽ phân tích yếu tố đầu tiên, chính là cái lượng protein trong sản phẩm này là bao nhiêu. Thì thật ra một liều dùng của sản phẩm này là 30g, thì trong đó nó đã có tới 24g là protein rồi. Một cái hàm lượng protein rất là cao, giúp mình nuôi cơ buổi tối rất là tốt. Và cái thứ hai nữa mình sẽ xét về hàm lượng calo. Thì sản phẩm này, một cái serving của nó chỉ chứa có 114 calo thôi. Đồng thời lượng đường thì chỉ có 1.1g nè, cho nên là nó khá là tốt, bởi vì hàm lượng đường và calo cũng khá là thấp, cho nên rất là phù hợp để mình sử dụng để mình nuôi cơ buổi tối. Thực ra cái này Như gọi là nuôi cơ buổi tối, nhưng cái casein này các bạn hầu như có thể sử dụng bất cứ thời điểm nào trong ngày, bởi vì nó sẽ duy trì đưa vào cơ, nuôi cơ từ từ, không giống như whey là sẽ là nuôi cơ nhanh, mình nạp vào buổi sáng ngay sau khi thức dậy và buổi tối ngay sau và ngay sau khi mình tập thì mình sử dụng whey, còn thời điểm khác trong ngày thì mình sử dụng casein. Nếu mà các bạn có thể kết hợp được cả hai sản phẩm này thì thật sự rất là tốt. Và một cái yếu tố nữa là về cái trọng lượng của sản phẩm này, thì loại MyCellular Casein này nó sẽ có hai trọng lượng. Thứ nhất là loại 1kg mà Như đang cầm trên tay đây, và loại thứ hai nó sẽ có một loại là 2.5kg nữa. Thì nếu mà nói về cái liều dùng á, thì cái loại 1kg này, một bịch của nó là nó sẽ có 33 serving, còn cái loại 2.5kg của nó là một liều dùng của nó sẽ có tới 83 serving lận. Nếu mà các bạn sử dụng nhiều á, hoặc là thì mình có thể sử dụng cái size lớn hơn thì nó sẽ tiết kiệm hơn chi phí cho mình đó. Và đó là tất cả những cái gì mà liên quan tới casein mình muốn chia sẻ cho các bạn hôm nay. Thì người ta thường có một cái câu nói rất là phổ biến, đó là cái cơ bắp của mình thì được kích thích trong phòng tập, được nuôi dưỡng trong nhà bếp và được phát triển trong suốt 8 giờ lúc bạn ngủ. Và casein chính là một người bạn đồng hành rất là tốt, giúp bạn chống dị hóa cơ bắp và phát triển cơ bắp trong lúc mình ngủ đó. Thì như mong những cái thông tin vừa rồi sẽ là những thông tin bổ ích giúp các bạn lựa chọn được cho mình một sản phẩm casein phù hợp nhé. Tạm biệt các bạn. Thank you.